loạt ô tô sẽ ra mắt, hứa hẹn bùng nổ thị trường trong năm 2022. Loạt ô tô được người dùng chờ đón trong năm 2022 này gồm VinFast VF8 và VF9, Hyundai Elantra, Honda Civic. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 12 năm 2021 đạt 304.149 xe, tăng 3% so với 2020. Do đó, trong năm 2022 hứa hẹn sẽ là một năm với nhiều sự kiện ra mắt của nhiều mẫu xe. Theo đó, nhiều chuyên gia cũng dự đoán lượng xe tiêu thụ trong năm này cũng sẽ cao hơn so với năm 2021. VinFast VF8 và VF9. Theo thông báo của VinFast, hãng xe Việt dự kiến giao xe cho mẫu xe điện VFE35, VFE36, nay đổi tên thành VF8 và VF9 vào cuối năm. Tính đến 14 giờ ngày 6 tháng 1, VinFast đã nhận được 11.685 đơn đặt hàng cho hai mẫu ô tô điện VF8 và VF9 riêng tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, VF8 có giá từ 1,057 tỷ đồng cho bản Eco và 1,237 tỷ đồng cho bản Plus, đã bao gồm VAT. Trong khi đó, VF9 có giá khởi điểm là hơn 1.443 tỷ đồng cho bản Eco và gần 1.572 tỷ đồng với bản Plus. Cao cấp hơn, cả VF8 và VF9 đều tích hợp những tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS, tiên tiến như hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh, các tính năng tiện ích giải trí đáng chú ý như điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh, kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ. Hyundai Elantra 2022. Năm 2019, Hyundai Elantra và Tucson đồng loạt được nâng cấp. Đến nay, Hyundai đã ra mắt Tucson mới tại Việt Nam, do đó nhiều người kỳ vọng Elantra 2022 sẽ sớm được giới thiệu phiên bản mới. Trước đó, Hyundai Elantra 2022 đã được ra mắt tại các thị trường quốc tế từ tháng 3 năm 2020. Xe được nâng cấp từ ngoại hình đến các trang bị tiện ích với khoang nội thất rộng rãi hơn. Elantra 2022 sở hữu màn hình cảm ứng thông tin giải trí 8 inch và 10,3 inch tùy từng phiên bản, nằm ngay cạnh cụm đồng hồ kỹ thuật số và tạo thành một khối liền mạch như một màn hình cỡ lớn thay vì hai. Hệ thống tương thích Apple CarPlay và Android Auto hỗ trợ kết nối cùng lúc hai điện thoại thông minh qua Bluetooth. Honda Civic thế hệ mới. Honda Civic thế hệ mới đã xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 8 năm 2021 và dự định ra mắt vào đầu năm 2022. Cũng giống như phiên bản hiện tại, Honda Civic thế hệ 11 tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan. Civic 2022 tại Việt Nam sẽ có phiên bản RS với trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing và camera theo dõi làn đường lên qua trường, tự CRV. Các trang bị trên Civic, bản RS bao gồm cụm đèn full LED, các chi tiết ngoại thất màu đen và bộ 17 inch. Civic mới trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch tích hợp Apple CarPlay không dây, lễ chuyển số sau vô lăng, sạc không dây, hệ thống điều hòa tự động. Toyota Corolla Altis 2022. Nhiều người kỳ vọng tin lỡ hẹn trong năm 2021. Toyota Corolla Altis mới sẽ chính thức trình làng tại Việt Nam trong năm 2022. Ở phiên bản mới, mẫu sedan hạng C được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA tương tự mẫu xe người Anh Toyota Camry. Thiết kế của xe cũng có phần trau chuốt, hiện đại hơn cùng với đó là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Mitsubishi Spander 2022. Mitsubishi Spander bản nâng cấp 2022 đã được ra mắt tại Indonesia từ tháng 11 năm 2021. Do đó, nhiều người cũng đồn đoán khả năng bản nâng cấp này sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong năm 2022. Ở phiên bản 2022, Spander được nâng cấp khá nhiều ở ngoại hình, kích thước. Bên trong khoang cabin xe trang bị màn hình cảm ứng 18 inch đặt nổi, cùng nút điều khiển điều hòa bên dưới được thay bằng dạng màn hình kỹ thuật số. Phanh tay điện tử thay cho phanh tay cơ ở phiên bản tiền nhiệm. Sức mạnh của Spander 2022 đến từ động cơ 1.5 lít Vivecro 16 van, sản sinh công suất cực đại 105 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn 141 nanomet tại 4.000 vòng trên phút, kết hợp với hộp số CVT thay cho loại tự động 4 cấp trước đây. Riêng các bản MT vẫn dùng hộp số sàn 5 cấp.